Chào mừng các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức và giải bài tập sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 bộ sách cánh diều. Hôm nay cô sẽ tiếp tục với giới thiệu với các em bài 23 động vật có xương sống tiết 3. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các em hãy dở sách giáo khoa trang 128 để cùng theo dõi và hãy chuẩn bị sẵn vở để ghi chép nội dung chính của bài. Trong nội dung các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về lớp cá, lớp lưỡng cư và lớp bò sát. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến lớp chim. Bốn nhỏ, chúng ta ghi cho cô các loài chim. Trên hình ảnh các bạn đã quan sát cho cô được có một số những loài chim. Chúng ta có hồng hạc, chim cánh cụt hoặc là đại bàng, đúng không ạ? Có rất nhiều những loài chim khác nữa chúng ta gặp trong thực tế cũng thuộc về lớp chim, ví dụ như là đà điểu. Đây, rất là đẹp ạ. Như vậy, các bạn lưu ý cho cô rằng loài chim cũng rất là đa dạng. Chúng có số lượng loài khoảng 9.600 loài, được xếp trong 27 bộ. Và ở Việt Nam, chúng ta đã phát hiện 830 loài chim khác nhau. Chúng có môi trường sống rất là đa dạng và phong phú. Kích thước cơ thể của chúng cũng rất là đa dạng. Có nhiều kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn. Như vậy, chúng ta phải lưu ý cho cô, đặc điểm để nhận biết các loài động vật thuộc lớp chim là gì? Thì chúng ta lưu ý rằng, có 3 đặc điểm để nhận biết chúng. Thứ nhất, đó là chúng có lớp lông vũ bao phủ cơ thể. Thứ hai, chúng di chuyển bằng hai chân, hai chi trước biến đổi thành cánh. Và thứ ba, đó là chúng đẻ trứng. Các em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết lớp chim được chia thành mấy loại. Chúng ta sẽ trả lời cho cô được ngay rằng đa số các loài chim có khả năng bay lượn. Tuy nhiên, một số loài chim thì không có khả năng bay nhưng lại chạy rất nhanh. Và một số loại thì có khả năng bơi và lặn. Như vậy, lớp chim sẽ được chia thành 3 nhóm. Thứ nhất, đó là nhóm chim chạy, ví dụ như là đà điểu ạ. Đấy, và ở mỗi châu lục khác nhau thì chúng ta cũng có những cái loài động vật đặc trưng riêng. Cùng là đà điểu nhưng nó lại có những hình dạng, kích thước và màu sắc rất là khác nhau. Thứ hai, đó là nhóm chim bơi. Ở đây chúng ta có thể kể đến chim cánh cụt. Chúng không biết bay, đi lại vụng về nhưng bơi lội thì rất là giỏi. Cánh chúng dài, khỏe, có lông dày, không thấm nước, chân bốn ngón và có màng bơi. Đó chính là những con chim cánh cụt ạ. Và thứ ba, đó là nhóm chim biết bay. Vậy lớp chim có những vai trò gì với con người trong tự nhiên? Các bạn phải lưu ý cho cô như sau. Lớp chim có vai trò đó là chúng giúp thụ phấn cho hoa và phát tán hạt. Thứ hai, chúng được sử dụng để làm thực phẩm. Thứ ba, chúng làm chăn, đệm và áo khoác. Có những sản phẩm lông vũ rất là đẹp, đúng không ạ, và ấm. Và thứ tư, chúng còn được sử dụng để làm cảnh hoặc là trang trí. Tuy nhiên, chúng cũng có tác hại, đó là chúng chính là những tác nhân gây truyền nhiễm bệnh cho con người. Ví dụ như gà thì lây truyền bệnh cúm, hoặc chúng có phá hoại mùa màng, ví dụ như là chim sẻ. Đây các bạn có thể thấy rằng là chim ăn sâu bọ, động vật gặm nhấm thì rất là có lợi cho mùa màng của chúng ta. Chúng còn giúp thụ phấn cho cây trồng hay phát tán hạt và quả. Chúng được sử dụng làm thực phẩm.
làm những đồ trang trí hoặc làm cảnh. Thậm chí chúng còn được huấn luyện để săn mồi và phục vụ cho các mục đích tham quan du lịch của chúng ta. Tuy nhiên, chúng cũng chính là những vật trung gian truyền bệnh và chúng làm thiệt hại đến mùa màng. Em hãy nêu những nguyên nhân làm suy giảm số lượng loài chim và đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn lợi của các loài chim. Các bạn thấy rằng trên đây là một số những hình ảnh về mua bán và nuôi nhốt chim. Một số những loài chim quý hiếm thì bị sử dụng để làm thực phẩm. Và chúng ta có những cái vườn quốc gia để bảo vệ các loài động vật này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến lớp thứ 5, đó là động vật có vú hay còn gọi là lớp thú. Chúng ta có thể kể được rất nhiều các đại diện và ở đây cô có một số đại diện như sư tử, thú mỏ vịt hay là chuột. Các em hãy quan sát và nêu đặc điểm của mèo. Mèo thì có lớp lông mao bao phủ, chúng có răng, chúng đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, một số loài thú thì lại đẻ trứng, ví dụ như thú mỏ vịt, và một số loài đẻ con sau đó nuôi con trong túi da ở bụng, ví dụ như là kangaroo hay là chuột túi ạ. Em hãy nêu nhận xét về môi trường sống của lớp thú. Chúng ta nhận thấy rằng chúng có môi trường sống rất là đa dạng và phong phú. Có nhiều loài sống ở trên cạn, nhưng cũng có một số loài có thể sống được ở dưới nước, ví dụ như là cá, heo. Và một số loài thì còn có thể sống ở trên không. Chúng có khả năng bay lượn, ví dụ như một số loài rơi. Chúng ta thấy rằng động vật thuộc lớp thú có số lượng loài lớn và được chia ra làm nhiều bộ. Ví dụ như bộ rơi, bộ cá voi, bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt, bộ móng guốc và bộ linh trưởng, bộ thú huyệt hay bộ thú túi. Các bạn có thể quan sát hình ảnh của một số loài thuộc các bộ của nhóm động vật có xương sống như sau. Như vậy chúng ta thấy rằng vai trò của bộ lớp thú đối với con người và đối với các sinh vật khác là gì? Chúng ta thấy rằng thú được nuôi dùng để làm thực phẩm, cung cấp sức kéo hoặc làm cảnh, làm vật thí nghiệm cho con người. Ngoài ra, nhiều loài thú có ích trong việc tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Tuy nhiên, chúng có một số tác hại, đó là một số loài thú là vật trung gian truyền bệnh, ví dụ như chuột và hay rơi. Các bạn có thể thấy rằng nó là các loài động vật này là một nguồn cung cấp thực phẩm rất lớn cho con người. Chúng cũng có thể cung cấp sức kéo hoặc làm vật thí nghiệm. Cũng có thể cung cấp những nguồn dược liệu quý. Và chúng có vai trò rất quan trọng trong việc là tiêu diệt các loài gặm nhấm có hại để bảo vệ mùa màng. Chúng còn giúp thụ phấn cho cây hoặc phát tán hạt. Tuy nhiên, trước những tình trạng hiện nay thì chúng ta cần phải làm gì đối với việc là săn bắt và nuôi giữ thú động vật có xương sống trái phép? Chúng ta cần làm những việc như sau. Thứ nhất là không săn bắt thú, không làm mất nơi sinh sống của thú, xây dựng các khu bảo tồn động vật và tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị
mang lại lợi ích kinh tế cao cho con người chúng ta. Như vậy, qua việc nội dung tìm hiểu nội dung của bài 23, chúng ta sẽ tổng kết lại cho cô như sau. Động vật có xương sống được chia thành 5 lớp, đó là lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Chúng ta hãy cùng kể các đại diện và nêu đặc điểm nhận biết của các lớp này cho cô. Sau đây, cô đã giới thiệu với các bạn về bài 23 động vật, đa dạng động vật có xương sống. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay và ý nghĩa, hãy nhớ like và chia sẻ cho các bạn khác. Và đừng quên đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để theo dõi cập nhật những bài giảng mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào các em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.